Hello mọi người, mình là Audio Cycle và ngồi kế bên mình đây là Mod Trần Hoàng Long. Thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau chúng mình thảo luận và chúng mình đánh giá cái con tai nghe True Wireless mới nhất của RHA, nó là con RHA True Connect. Thì cái con RHA True Connect này nó có một cái case trong, đây là cái hộp của nó và đây là cái bộ phụ kiện mà theo mình là đáng giá nhất mà để cho mình giới thiệu với anh em thôi. Nó có một cái case, trong cái case này nó cũng giống như là những cái con tai nghe True Wireless khác, nó là một cái case vừa dùng để làm travel case và vừa sử dụng để mà làm pin sạc dự phòng cho cái tai nghe của chúng ta. Thì trên tai nghe của chúng ta nó sẽ giữ pin được 5 tiếng và trên cái travel case này nó sẽ giữ pin được 20 tiếng, tổng cộng chúng ta có 25 tiếng. Thì cái 25 tiếng đó là khá là dư dả để mà cho một người bình thường xài. Đây là cái cây nè, khi mà mình mở nó ra, anh em thấy là mở nó ra rất là sexy ha. Mở nó, đó. Hai cái tai này nó được nối với lại, nó được kết nối với lại cái hộp sạc này, cái đốc sạc này của nó bằng cái chốt, cái chân này cũng là cái radar, cái anten của nó nè, để nó định vị cái vô cái hộp. Thế nên là anh em rất là khó để mà anh em gắn sai, không thể gắn sai được. Và nếu mà gắn sai nó không vô vậy thôi. Và khi mà nó gắn vô vậy thì nó hít vô, nó rất là chắc chắn và nó thoải mái lắm. Anh em rút ra nó cũng dễ và anh em đẩy vô nó cũng dễ nữa. Cái bộ phụ kiện đi kèm của nó sẽ gồm có một bộ tips, và trên cái bộ tips này nó sẽ phù hợp với lại cái cỡ size tai của từng người, ống tai của từng người. Và nó có cho thêm ba cái cặp cầm loa phô âm. Cái cặp cầm loa phô âm này mà bán lẻ là hết 175-180 ngàn một cặp rồi, khá là đắt. Và cái chuyện mà RHA nó cho nhiều như vậy thì chứng tỏ là nó rất là hào phóng. Rồi, bên cạnh mình đây á, thì có cái anh Mod Trần Hoàng Long ở đây. Anh này là anh một vận động viên chạy bộ, vận động viên điền kinh chạy bộ chuyên nghiệp luôn. Thì để cho nó khách quan thì hôm nay mình sẽ mời Mod Long nói về cái trải nghiệm của anh đối với cái con RHA True Connect này. Hello anh. Hi. Trước khi bắt đầu thì mình đinh chính tí xíu, mình là chạy nghiệp dư thôi nha. Ok. Anh Long ơi, trong quá trình mà anh Long sử dụng cái con RHA True Connect này nè anh Long, thì anh Long có cảm thấy là nó có cái đeo cái cảm giác đeo của nó có khó chịu đối với anh Long không? Thì thực ra là mình đã xài một vài cái tai nghe True Wireless và mình trong quá trình mình đang đi kiếm một cái tai nghe thì là mình có thấy con này được giới thiệu và mình đã tới mình nghe thử và mình quyết định mua trong khoảng 50 phút gì đó. 50 phút thử thôi hả? Mua rồi hả? Vâng, mình mua rồi, của mình đây. Và thực sự là đây là một con tai nghe đeo True Wireless đeo rất là thoải mái. Nó thoải mái nhưng mà nó phải chắc chắn. Nó cái tai của mình, có thể các bạn sẽ rất nhiều bạn biết đến cái Apple AirPods. Cái đó đeo rất là thoải mái, mình đeo cũng được nhưng mà nó không bám vào bên cái bàn tay phải của mình. Mình chỉ nghiêng cái là nó rớt ra. Lắc mạnh là rớt được hai cái luôn. Cho nên là khi mà mình tìm được con này nó vừa thoải mái nhưng mà cái phần vô này nó nằm bên trong thì nó lại vừa nó kín hơn một tí xíu, nó nghe nhạc nó hay hơn và nó lại nằm yên ở trong tai. Mình đã dùng nó để chạy bộ thử khoảng đường dài nhất là hơn 10 cây. 10 cây? Hơn 10 cây, vậy là khoảng 1 tiếng mười mấy phút đó thì mình thấy nó rất là ok, nó nằm yên tai mình chạy các thao tác này nó không hề bị sao hết. Và trong quá trình đó mình nghe nhạc rất là thoải mái. Ok, cho em hỏi một cái, cho em chặn anh cái, để em hỏi một cái là khi mà mình chạy 10 cây như vậy thì anh chạy dưới trời nắng luôn gì đúng không? Thường là mình tập buổi tối. À vậy đó hả? Nhưng mà chạy 10 cây như vậy thì hẳn là phải ra mồ hôi nhiều đúng không? Và ở trong này nó cũng phải ẩm ẩm ướt ướt đúng không? Trong lỗ tai á. Đúng rồi, nó ướt chứ. Vậy mà khi mà nó ướt như vậy thì cái lớp mạ cao su, cái lớp phủ cao su ở trên này nè, nó có bị trơn không? Tại vì em nghĩ là nếu mà nó ướt quá thì nó dễ bị trơn lắm. Thì em không biết là đối với cái con RHA True Connect này anh Long đeo, anh Long nó có dễ bị trơn và nó có dễ bị rớt ra không? Mình thấy là do nó hoàn thiện nó nhám sần như này nè. Và trong lúc mà mình chạy thì mình có dừng lại, mình nói chuyện với mấy người bạn á, thì mình tháo ra mình cầm trên tay cũng rất là thoải mái. Sau đó mình lại đeo lại hoặc là trong lúc mình chạy luôn, có người bạn nào đó nói chuyện với mình ở phía bên nào mình tháo bên đó ra. Sau đó mình dễ dàng đeo lại. Chứ còn là mình cầm tay mình cũng ra rất nhiều mồ hôi luôn chứ không riêng gì tay. Nhưng mà mình cầm thì nó không bị, mình chưa bị rớt lần. Ok, vậy có nghĩa là cái con này sử dụng trong một thời gian dài và trong trường hợp là anh em có vận động mạnh và ra nhiều mồ hôi thì anh em cũng yên tâm về cái độ bám tay của nó ha anh em ạ. Thử anh Long thì em biết là anh Long đã có từng thử qua khá là nhiều dòng tai nghe True Wireless của các hãng, như là hồi trước anh Long có con gì nhờ, con Bose SoundSport Wireless đúng không? Rồi con Jabra 65T đúng không?
với lại cái con mới nhất mà anh Long mua là cái con RHA TrueConnect này, thì cái điều gì khi mà anh Long đeo cái con này anh Long cảm thấy là nó có cái gì nó nổi bật hơn mà nó lại là cái sự lựa chọn của anh Long? Về cái so với Bose mà Sound Sport thì nó khác. Bose Sound Sport nó là wireless nhưng nó vẫn còn dây. Lên con Free thì cái hộp của nó dài quá và nó xấu nữa. Còn cái kiểu dáng của con Free là nó lồi ra ngoài hơi nhiều, mặc dù đeo nó thoải mái nha. Nhưng mà khi mà mình chọn qua con này thì mình thấy là thứ nhất là cái hộp nó rất là đẹp. À, đúng rồi, chính xác. Mình em cũng thấy là cái hộp của con này elegant lắm. Nó gần ghê cho mình, ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ luôn, chắc chắn mà sang trọng, cái gì đó rất là ngầu mà. Cho nên mình mở ra cái là mình đã có tình cảm rồi. Sau đó là cái việc mà pairing kết nối cũng đơn giản. Sau đó mình đeo vào tai thì nó rất là gọn gàng luôn. Rất là gọn gàng làm hai bên. Cho nên là và khi mà mình nghe đến cái âm thanh của nó thì mình thì cũng không phải là chuyên sâu và giỏi lắm về ông, cái đó sẽ nhiều cho móc nhập nói về sau. Nhưng mà còn cái mình nghe thì mình đánh giá so với combo xong mọi người đã từng nghe thì nó cũng gọi là người ta không kể tấm lại người nửa cân đó. Kể tấm lại người nửa cân. Ok rồi, về cái phần mà anh Long chia sẻ thì tại vì anh Long, từ tại sao mình lại phải mời Mất Long vô, tại vì Mất Long là một cái người chạy chắc là vận động khá là nhiều ở trong cái diễn đàn kinh tế của chúng ta. Thế nên là anh Long, khi mà anh Long xài cái này, một cái tai nghe dành cho thể thao như thế này và có cái chỉ số chống mồ hôi, chống nước rồi này kia là IPX5 á, thì anh Long sẽ là người mà sử dụng nó và biết được cái lợi thế của nó nhiều hơn để đưa ra những cái đánh giá khách quan hơn. Thì đối với mình, cái con RHA TrueConnect này, nó có, đối với cái chất âm của nó thì nó là một cái tai nghe không có phải tới cái mức gọi là dành cho những cái bạn nào mà nghe những cái loại nhạc hàn lâm lắm đâu, nhưng nó sẽ làm rất là tốt trong cái chuyện là nghe nhạc phổ thông, ví dụ như là nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc V-pop, nhạc K-pop, J-pop, rồi cho tới EDM hoặc là nhạc dance, nhạc house, nhạc trance. Tại sao như vậy? Vì những cái loại nhạc đó nó có cái beat nó đậm, nó mạnh, thì cái bass của cái con này thì nó dày và nó nhiều, nó đánh có lực, nó đánh khỏe và nó được chú trọng vô để nó bùm cái dải bass lên. Thì trong cái chuyện mà nó bùm cái dải bass lên như thế đó thì nó sẽ thể hiện được cái beat nhạc nó rõ hơn. Và những cái người mà người dùng nào mà thích nghe nhạc sôi động, những cái bạn trẻ thì người ta sẽ cảm thấy là dễ bị hớp hồn bởi những cái tiếng đó hơn. Còn nếu như mà cái con này mà bắt nó đánh ra những cái tiếng như là giống như con Momentum True Wireless, nó đánh một cái âm trường rộng và nó giàu chi tiết, thì nó không làm được như vậy. Và rõ ràng là con Momentum True Wireless nó ở với cái tầm giá khá là lớn, khá là cao hơn so với con này, gần như là gấp 3 lần con này rồi, 2,5 lần con này rồi. Thế nên là nếu mà ở tầm giá đó mà nó không làm được cái chuyện đó thì thành ra là nó sẽ thành một con tai nghe dở. Nhưng điều mình nói cái điều đó để mình nói, để mình kết luận rằng cái con tai nghe này nếu mà về chất âm nó nghe được những cái thể loại nhạc phổ thông và nó làm tốt được cái chuyện đó, và nó được thiết kế ra để cho cái nhu cầu sử dụng bình thường cũng giống như là cái nhu cầu mà chạy bộ, tập luyện thể thao của mọi người hàng ngày. Một cái hay nữa mà mình muốn nói với anh em và mình rất là muốn chia sẻ với anh em là thường là mình thấy là tai nghe thì chúng ta sẽ thấy tai nghe True Wireless nó có hai bên đúng không? Bên trái với bên phải đúng không? Thì nếu như mà anh em mà cảm thấy là cái việc đeo hai bên này nè, nhiều khi nó lại không có được thoải mái lắm với anh em, nhiều khi mà mình chỉ cần đeo một tai thôi để mình nghe gọi thôi, thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng lấy cất một cái tai bên trái cất vô trong hộp và lấy cái tai bên phải ra để anh em connect, thì lúc đó anh em sẽ nghe thoại được trên đó, nói chuyện được trên đó luôn và nó sẽ không bị cái gì cả. Rồi, và nhớ một điều nữa, anh em nhớ làm ơn đưa là mua nó về thì anh em đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để gì bên này nó có hai cái nút, thì trong hai cái nút này nó sẽ có mỗi bên á, mỗi bên tay trái và mỗi bên tay phải nó sẽ có cái chức năng khác nhau, ví dụ là play bo tăng giảm năng lượng hoặc là next buy next song gì đó, cái nhận cuộc gọi gì đó, thì nó được hướng dẫn khá là chi tiết ở trong cái manual, user manual của nó. Mình cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi.